Làng quê khang trang, hiện đại, mức sống tiệm cận đô thị nhưng vẫn giữ màu xanh yên bình là hình ảnh quen thuộc ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng. Từ năm 2023 vừa qua, địa phương này được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất sớm hơn 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trước đó đã đề ra. Phát huy bài học kinh nghiệm từ xây dựng chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, xã Cẩm Văn tiếp tục chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Hầu hết người dân và diện tích đất canh tác nông nghiệp ở địa phương này chuyển đổi từ mô hình sản xuất 2 vụ lúa một năm sang chuyên canh trồng rau màu. Toàn xã có hơn 247 ha sản xuất nông nghiệp, trong đó gần 150 ha chuyên canh cây rau màu, hơn 98 ha được quy hoạch thành 3 vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở thôn Văn Thai có 12 sào ruộng chuyên canh trồng các loại rau gia vị. Trung bình một năm gieo trồng 5 vụ. Giá trị kinh tế gấp nhiều lần so với cấy lúa. Không chỉ chuyên canh trồng rau màu, ông Tuấn còn liên kết tiêu thụ rau màu cho bà con trong xã. Nhà tôi trồng trên diện tích đất này thì gồm có mùi, thể là và xà lách, một năm từ 5 đến 6 vụ rau. Hiệu quả kinh tế thì nó cũng gọi là tương đối, thu nhập từ bình quân cũng chắc cũng được khoảng độ 5 6 triệu so với một sào. Về cơ bản các phương thức coi như là sản xuất theo cái bằng hệ thống máy móc, từ khâu làm đất, khâu đánh luống, lên luống và tưới, rồi coi như là thu hoạch được cơ giới hóa vào sản xuất thì nó đã giảm được cái phần chi phí cho tất cả bà con nông dân. Đương nhiên cái năng suất, chất lượng của coi như là cái hàng nông sản chúng tôi đã tăng nhiều. Năng suất của chúng tôi thì bình quân thu nhập trên 1 hecta trong một năm thì nó vào khoảng độ từ 400 đến 600 triệu trên 1 hecta. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn giúp xã Cẩm Văn đạt tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 690 tỷ đồng mỗi năm. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2024 này ước đạt 80 triệu đồng. Kinh tế phát triển, việc đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm, hệ thống đường liên thôn, liên xã và đường ra đồng được trải nhựa và bê tông, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đời sống người dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Cẩm Văn thì có 3 thôn thì trong cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì đã có một thôn là đã đạt cái tiêu chí thôn thông minh. Tới đây thì Cẩm Văn sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các thôn còn lại để đạt được tiêu chí là xã thông minh. Đây là cái mục tiêu mà năm 2024 ở huyện Cẩm Giàng đã giao Cẩm Văn. Thế và trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã khảo sát cơ sở hạ tầng liên quan đến các cái hệ thống truyền thanh, hệ thống thông tin, thế rồi thống kê toàn bộ các cái cơ sở vật chất liên quan đến công nghệ thông tin của xã rồi của nhân dân, để từ đó có cái định hướng trong những năm tiếp theo thì sẽ tiếp tục quan tâm lĩnh vực này để phấn đấu là đạt được xã thông minh. Đạt danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu là một mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân xã Cẩm Văn. Đây cũng là động lực để địa phương này tiếp tục phấn đấu, xây dựng nông thôn mới thông minh.